như là một cái bức tượng để làm kỷ niệm đặt ở Vương quốc Thái Lan từ ngày 11 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019. Tượng sáp 3 tháng sau, mọc tóc, râu, móng, tay chân. Thì bây giờ con mời quý vị con xem tổng thể bức tượng sáp một lần nữa nha. Móng còn lại không mọc móng tay. Đó, cái lạ là có ngón mọc ngón ngón không ha, thì có ngón trỏ với lại ngón út mọc móng nè quý bà con, rất lạ ha. Cũng tới cũng thấy thật sự rất là giống giống sư luôn á, em cũng mới nói chuyện với sư thì rất là giống sư luôn. Bộ y cũng rất là đẹp luôn, thật sự là đẹp từng chi tiết luôn. Ở bên công nghệ của Thái họ làm kỹ thật sự. Và đây là móng chân nha quý bà con. Xin chào tất cả quý bà con, một lần nữa lại đến với kênh Sách Quý Gia Truyền. Và hiện tại con đang đứng ngay tại thôn Đắc Lộc, chùa Lộc Sơn nha quý bà con, chùa Lộc Sơn. Thì ở đây có một cái, đây là một cái ngôi chùa rất là nổi tiếng vì có một vị sư để đặt từ bên Thái Lan về về Việt Nam mình 2 tháng để có một cái bức tượng sáp rất là giống người, thưa quý bà con. Thì bức tượng sáp này cũng hay cái là nó tự mọc râu tóc nha. Thì đây cũng là một cái câu chuyện mà chưa có thể nào mà lý giải được, nên là con xin mời tất cả quý bà con theo chân con để cùng tham quan ngôi chùa cũng như là tham quan bức tượng sáp của vị chủ trì này nhé. Trước mắt là vị chủ trì đang, bây giờ 12 giờ trưa nắng rồi mà sư vẫn đang làm việc ở ngoài nha. Nhìn sư rất là thương. Sư cũng 80 mấy tuổi rồi thưa quý bà con. Người tu hành người ta khổ sở rất là nhiều nhưng mà lúc nào cũng hoan hỷ trên môi, nụ cười nha quý bà con. Bây giờ là trời trưa nắng gần 12 giờ rồi. Ở bên sư đi và sư lấy gì ạ? Bên kia thì đang có một cái bức tượng Phật nằm rất là đẹp, nằm lộ thiên ngoài trời thưa quý bà con. Và bức tượng Quan Âm này, chùa đã được kiến tạo năm 1898 rồi, rất là lâu rồi quý bà con, gần 150 năm rồi. Khuôn viên của chùa nhìn chung thì cũng khá rộng thưa quý bà con, và có kiến trúc rất là độc đáo. Nhưng mà độc đáo nhất chắc quý bà con cũng đã đoán ra, đó là bức tượng sáp của vị sư trụ trì rất giống người thật, và đặc biệt dường như là có linh tính khi tự mọc râu tóc. Ở đây cũng có một cái giếng nè quý bà con, sư mới cắm để bơm nước đó. Ở trên miệng giếng nhìn cũng đẹp quá ha. Còn ở trên đây là có cái đại hồng chum nè quý bà con, màu vàng để gõ vào lúc lễ rất là đẹp ha. Thì hồi nãy con cũng đã có xin phép sư rồi để vào bên trong. Sư thì nói dạo này sư cũng đang mệt, sư cũng 80 mấy tuổi rồi, em cũng không có tiện nói chuyện để trả lời phỏng vấn nhiều. Hồi nãy cũng có ngồi nói chuyện với sư, trao đổi với sư một tí rồi, nên là bây giờ là con vào trong để xem ở trong chánh điện cũng như là để xem cái tượng như quý bà con. Ở ngoài nóng, ở trong cực kỳ mát luôn, có mấy cái lồng cũng đẹp quá. Còn ở bên đây là cái tượng, đây như là một cái bức tượng để làm kỷ niệm hơn là để thờ cúng gì nha quý bà con. Con thấy như làm kỷ niệm chỉ là một bức tượng thôi. Rồi con sẽ tới gần để đọc rõ hơn thông tin của bức tượng sáp của vị sư chủ trì nhé. Tượng sáp đặt ở Vương quốc Thái Lan từ ngày 11 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019. Đặt là mất 2 năm thưa quý bà con. Hình như là hồi nãy con nói 2 tháng. Mất 2 năm nha. Đây, ở trên đây còn có gì đây. Tượng sáp 3 tháng sau, mọc tóc, râu, móng, tay chân.
Thì bây giờ con mời quý bà con xem tổng thể bức tượng sáp một lần nữa nha. Rồi sau đó chúng ta tới gần hơn để quan sát từng bộ phận trên bức tượng. Bức tượng rất là đẹp và rất là giống người nha quý bà con, nhìn rất là đẹp luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ coi qua phần móng tay nha. Móng tay thì có móng mọc ra móng, còn móng thì không nha quý bà con. Nè, ví dụ như móng cái này là có mọc móng tay nha, còn mấy ngón còn lại không mọc móng tay đó. Cái lạ là có ngón mọc ngón ngón không ha. Bên đây thì là một sâu chuỗi bằng ngọc trai, thì có ngón trỏ với lại ngón út mọc móng nè quý bà con, rất lạ ha, rất là lạ luôn. Bức tượng này là tự mọc hoàn toàn nha quý bà con, ngày đầu mang về thì hoàn toàn không có móng như là một người bình thường thôi, như một bức tượng bình thường. Nhưng mà khi những lời đồn đại người ta nói thì càng ngày bức tượng càng giống người. Con thì những ngày đầu không có tới đây nên là không có biết, nhưng mà tới ngày hôm nay sau 29 để sau 5 năm rồi thì con tới cũng thấy thật sự rất là giống giống sư luôn á. Nãy con mới nói chuyện với sư thì rất là giống sư luôn. Tượng sáp đang làm năm 2019, đây là có vẻ như là cái bức mẫu nè, mẫu để cho ra bức tượng. Bộ y cũng rất là đẹp luôn, thật sự là đẹp từng chi tiết luôn. Ở bên công nghệ của Thái họ làm kỹ thật sự, và đây là móng chân nha quý bà con. Móng chân thì có vẻ như là không có mọc ra nhiều, chỉ một vài móng mọc ra thêm một ít thôi. Bộ y cực kỳ đẹp luôn. Và đây cũng có lẽ như là một cái câu chuyện lạ và tới bây giờ vẫn chưa có lời giải thích. Chỉ có những lời giải thích về tâm linh là bức tượng của sư có linh tính và mọc râu thấp theo thời gian. Đây là những cái sâu chuỗi, đây là những cái sâu ở trên trên y nào quý vị con, rất là đẹp. Ở bên trong có một con kiến, nhìn rõ thấy con kiến luôn nè. Đó thì từ cái ngày mà bức tượng này được chuyển về Việt Nam là bắt đầu tới tháng thứ ba là đã có người thấy hiện tượng mọc râu tóc rồi thưa quý bà con. Rồi cho tới ngày hôm nay thì hiện tượng mọc râu tóc có vẻ như vẫn còn diễn ra, nhưng mà không có mạnh mẽ như là cái thời gian đầu tiên. Râu bây giờ cũng đã dài hơn nhiều rồi, râu ở dưới cằm là quý bà con xem rõ nè, râu dưới cằm rất là dài nha. Đó, dài dài hơn cổ rồi. Ở bên kia lại được trang trí là hình ảnh có vẻ như là hai con rắn luôn quý bà con. Đây là một con rắn bạc nè, và một con chim và một con rắn hổ mang bạc nữa. Đây là một con chim màu vàng đó. Không biết là nó đã có chung với trong cái cấu trúc của bức tượng hay là ở ngoài lắp vô thôi quý bà con. Có một cái cách trang trí rất là lạ nha, và thầy ngồi trên một cái ghế gỗ, có luôn cái ghế gỗ luôn. Người
người Thái làm việc về những cái tượng sáp như thế này cực kỳ cầu kỳ và cực kỳ giống người luôn. Và quan điểm của con thấy là bức tượng sáp của vị sư này còn giống hơn những cái bức tượng sáp của những nghệ sĩ nổi tiếng. Quan điểm riêng của con thôi, những nghệ sĩ nổi tiếng mà được trưng bày ở một số nơi thì bức tượng sáp này rất đẹp, thưa quý bà con. Quý bà con có thể so sánh, nhưng mà khá là lâu rồi nha, bức bức hình này của vị chủ trì cũng khá lâu. Cho tới bây giờ khi mà con mới gặp vị chủ trì thì con thấy bức tượng sáp càng ngày càng giống vị chủ trì, thưa quý bà con. Cho tới kích thước ở bên ngoài cũng giống luôn, kích thước thật à. Bức tượng sáp được đặt ở ở một bên ở trong chánh điện nha. Đây là khung cảnh ở bên ngoài, có một cái động đá từ góc này nhìn ra cũng rất là đẹp, nhưng mà bên đó ở ngoài hơi ồn xíu do đang bơm nước á. Ở bên ngoài cũng có một cái công viên được trang trí rất là đẹp. Có một số YouTuber tới và nói những cái lời không hay không tốt. Sư cũng nói về nói những lời không đúng sự thật. Sư cũng không có muốn quá nhiều YouTuber tới quay ghi hình, nhưng mà sư lại nói ra tu chùa mình không cấm, nhưng mà phải nói cho mọi người biết trước là thông tin của ngôi chùa như thế nào. Sư cũng đã ngồi gần 30 phút để nói về thông tin của chùa cũng như là cái bức tượng của sư bằng sáp này, thưa quý bà con. Đó, đây là ở trên chánh điện, ở trên tròn có rất là nhiều hoa văn hình thù và những bức vẽ vô cùng đẹp. Đây là ở giữa chánh điện nha. Ở phía bên đây thì được để kinh kệ sách vở ở bên đây nè. Con sẽ quay bên đây quay quý bà con. Phía bên kia là tượng sáp nha. Có chữ là không mở tủ với bà con, mình chỉ coi bên ngoài. Có chữ Hán, chữ Tàu. Còn ở phía dưới là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, rất là nhiều. Kinh kệ rất là đầy ắp tủ luôn. Những người mà ham đọc sách như con đi chăng nữa mà đọc hết cái đống này chắc cũng tốn rất là nhiều thời gian để nghiền ngẫm và còn hiểu nữa. Kinh tụ thường ngày, thọ trì, đây là những cái kinh mà đọc mỗi ngày thưa quý bà con. Thọ trì những cái kinh này mỗi ngày. Đó, thì đời sống của những cái sư sãi trong chùa là như vậy. Trên đây cũng có các cái loại chum chuông nè. Ở đây cũng có một tủ sách này còn lớn hơn hai tủ sách ở bên trong nữa quý bà con. Cũng không được mở tủ nha, đây là những cái tủ sách hiếm của chùa nha. Không được mở tủ, chỉ những người mà được cho phép ở trong chùa mới được mở tủ nha, hoặc là xin phép chủ trì. Một cái trống rất là cũ rồi quý bà con. Đó. Đây là một cái đại hồng chung nhỏ với lại một cái trống nhỏ cũng rất là cũ rồi. À, cái một cái điều lạ nha quý bà con, ở bên kia thì sách, ở bên đây thì lại lá nha. Trong tủ này thì chỉ đựng lá thôi nha. Ôi điều khá lạ, ở từng ngăn đều có đựng lá nha, đầy đủ và đều hết các ngăn.
Ở bên kia sách của trong đây lại đựng lá và con để đi khám phá một vài nơi. Con cũng thấy là ở nhiều nơi người ta cũng giữ lá như thế này ở trong nhà, ở trong cái nơi tu tập mình khá nhiều. Có người thì để bì bì luôn. Còn ở đây ở chùa thì dàn trải ra để ở trong tủ. Đây là lần đầu tiên khám phá ngôi chùa, mặc dù đi ngang qua ngang lại từ nhỏ rồi quý bà con ơi. À, ở trên đây đó nè. Ở trên đây cũng có những cái bức tượng, những bức hình, tranh ảnh về những câu chuyện của Phật. Đó, bây giờ chắc là cũng tới giờ ăn uống của các sư sãi 12 giờ. Nên là để con đi một vòng ở xung quanh rồi mình sẽ kết thúc clip nha quý bà con. Nên là quý bà con nào xem video tới giờ phút này thì hãy để lại một đăng ký cũng như là một like để góp phần động lực để cho con làm những clip sau hay hơn nhé quý bà con. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con. Hẹn gặp lại quý bà con ở những clip sau.